Vâng, với video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với toàn thể các bác. Bên em lại tiếp tục cập bến những sản phẩm của đẩy Crown Microtech 2402. Sản phẩm này thì nó chạy nguồn điện là 120V nha các bác nhé. Với sản phẩm đẩy Mỹ xịn của hãng Crown thì chất âm của nó thì khỏi bàn rồi các bác nhé. Với dòng đẩy Crown này các bác phối ghép với những cặp loa JBL thì nghe nó là đỉnh cao rồi. Đặc biệt với những cặp loa JBL MR925 này, 935, 938 đều chạy những dòng đẩy này nó rất hợp nhé, mà nghe tiếng nó cực sáng choang luôn. Với dòng đẩy Microtech 2402 này thì nó chạy lên đến 24 sò sắt nhé. Sò sắt thì tiếng của nó cực sạch luôn. Và lối để mà nói về dòng đẩy đẩy Crown này thì với dòng đẩy này nó chạy hai nguồn nhá. Hai nguồn là mỗi một nguồn chạy riêng, tách biệt riêng từng kênh một. Em mời các bác xem nhá. Đây. Một nguồn này để chạy nuôi một kênh và nguồn này chạy nuôi một kênh. Đúng là sản phẩm này nó rất tuyệt vời. Và những sản phẩm bên em nhập thì toàn hàng tuyển chọn này, nó đẹp, đúng là đẹp long lanh luôn. Đẹp mê hồn luôn. Khi những bác nào mà biết về những sản phẩm đẩy Microtech này thì 2402 này thì nhìn sơ qua những sản phẩm này nó đẹp. Kể cả những củ nguồn này, các bác nhìn thấy dưới màn hình em đang quay điện thoại nhé, nó đẹp sáng vàng ươm luôn. Và chạy sò nhé, sò này nó chạy sò vương miệng, sò sắt vương miệng nhé. Này, sò zin đét nhé, đét đẹp đẹp luôn, máy móc thì đúng là khỏi chê, rất đẹp nhé, đẹp long lanh luôn. Và các bác nhìn cái dây nguồn, cái dây nguồn của nó thì không hề to bằng, to hơn cả ngón tay cái của em nhé các bác nhé. Này, nhìn này, nó to hơn cả ngón tay, đúng là nguồn kinh khủng luôn. Đúng là đẩy của hãng Crown họ làm thì không có điểm gì để mà nói, quá đẳng cấp luôn. Đây nhá, với dòng đẩy này nó chạy điện là 120V nhá. Và với dòng đẩy này nó đạt lên đến 900W nhé, để rõ nhé, các bạn có thể nhìn trên màn hình nhỉ, đó là quá đẳng cấp rồi, rất đẹp nhé, ngõ vào và rắc ca lông nhé, và hay rắc 6 ly đều là ngõ vào nhé. Và đây là đường ra loa các bác cài đỏ đen nhé, đều ghi thông số của này, made in USA nhé, made in USA, đẩy Crown xịn nhé. Với sản phẩm xịn bãi, hàng bên nước ngoài chuyển về thì nó còn rất đẹp nhé, đẹp long lanh luôn, đúng là quá đẳng cấp. Khi những bác nào mà được sở hữu những chiếc cục đẩy này thì chắc là không phải suy nghĩ về nâng cấp đẩy đẩy nữa, bởi vì dòng đẩy Crown nó là thương hiệu trên toàn cầu, nó rất đẹp nhé. Và đây là cái tay sách, cái quai sách của nó đúng là phải bắt ngược ấy, là khi vận chuyển bên em mới về thì đầu bên kia họ phải quay ngược lại để cho nó vận chuyển nó đỡ bị cong. Và đặc biệt thiết kế của dòng đẩy này họ rất khôn nhé, là một cái mặt nhôm nó lồi hẳn ra để nó bảo vệ nút này. Nên là phần chiết áp của nó thì các bác không sợ gãy do vận chuyển nhé, đó là quá đẳng cấp rồi. Họ người Mỹ họ làm vừa thiết kế về mặt là rất đẹp nhé, và về tính năng và bảo vệ của nó thì rất ok. Công tắc của nó thì ấn rất sướng, và chiết áp nó là chiết áp bi nhé, xoáy thì mê ly luôn, quá sướng luôn, quá đẹp nhé. Mời các bác chiêm ngưỡng về những sản phẩm đẩy xịn của hãng Crown, đó quả thực là đẳng cấp, rất đẳng cấp nhé. Một dàn tụ lọc nguồn nhé, 1, 2, 3, 4, 5 nhé, 5 tụ lọc nguồn nhé, kinh khủng luôn. Bên dưới này em đếm sò cho các bác nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đây là 6, là 12 bên này cũng vậy, là 24 sò đủ luôn nhé, 24 sò sắt, sò công suất nhé, kinh khủng luôn. Mạch nó quá đẹp rồi, quá chất lượng. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm đẩy Crown này thì các bác hãy liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962
355 39. Anh em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.